Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Giô-suê đã già, tuổi cao. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng người rằng: Ngươi đã già, tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm. Xứ còn lại là đây: hết thảy miền của dân Philippines và cả địa phận dân Gê-su-rít, từ sông Si-cô đối ngang xứ Ai-cập-tô cho đến giới hạn Ec-rôn về phía bắc, vốn kể là miền Canaan, thuộc về năm vua Philippines là vua Gaza, vua Ách-đốt, vua Ách-ca-lôn, vua Gác, vua Ec-rôn và vua dân A-vim. Lại về phía nam, cả xứ Canaan và Me-ara vốn thuộc về dân Sidon, cho đến A-phét, cho đến giới hạn dân Amorit. Còn luôn xứ dân Gibelit và cả Liban về phía mặt trời mọc, từ Ba-anh-gác ở dưới chân núi Hạt-môn cho đến nơi vào ranh Ha-mát. Lại còn dân ở trên núi từ Liban cho đến Mitrephot-ma-im, tức là các dân Sidon. Ấy, chính ta sẽ đuổi chúng nó khỏi trước mặt dân Israel. Song, ngươi hãy bắt thăm chia xứ này cho Israel làm sản nghiệp, y như ta đã truyền cho ngươi. Vậy bây giờ, hãy chia xứ này cho 9 chi phái và phân nửa chi phái Manasse. Người Ruben, người Gác và phân nửa chi phái Manasse đã lãnh bởi Môi-se phần sản nghiệp mình ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, y như Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã phát cho chúng nó, tức là xứ từ A-rô-e ở trên mé khe Ạc-nôn và thành ở giữa trũng, cùng cả xứ đồng bằng từ Mê-đi-ba chí Đi-bôn và hết thảy những thành của Si-hôn vua Amorít trị vì tại Hết-bôn cho đến giới hạn dân Am-môn. Lại xứ Ga-la-át cùng địa phận dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít, khắp núi Hẹt-môn và toàn Ba-sang cho đến Sanh-ca, cũng được toàn nước vua Ốc trong Ba-sang, vốn trị vì tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i. Người là kẻ chót trong dân Rê-pha-im còn sót lại. Môi-se đánh bại và đuổi chúng nó đi. Nhưng dân Israel không đuổi đi dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít. Ấy vậy, dân Gê-su-rít và dân Ma-ca-thít còn ở giữa dân Israel cho đến ngày nay. Song, Môi-se không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Những của lễ dân cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó, y như Ngài đã phán cùng Môi-se. Vậy, Môi-se có phát một phần cho chi phái Ru-bên tùy theo họ hàng của chúng. Địa phận chi phái Ru-bên chạy từ A-rô-e trên mé khe Ạc-nôn và từ thành ở giữa trũng cùng toàn đồng bằng gần Mê-đê-ba. Hết-bôn và các thành nó ở nơi đồng bằng là Đi-bôn, Ba-mốt-ba-anh, Bết-ba-anh-mê-ôn, Gia-hát, Kê-đê-mốt, Mê-phát, Ki-ri-a-ta-im, Ship-ma, Sê-rết-ha-sa-cha ở trên núi của trũng, Bết-phê-o, các triền núi Phích-ga, Bết Giê-si-mốt, các thành của xứ đồng bằng, toàn nước Si-hôn vua dân Amorít vốn cai trị tại Hết-bôn mà Môi-se đã đánh bại, với quan trưởng Ma-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Su-rơ, Hu-rơ và Rê-ba, tức các quan trưởng làm chư hầu Si-hôn và ở trong xứ. Trong những người mà dân Israel dùng gươm giết thì có thuộc sĩ Ba-la-am, con trai của Bê-ô. Địa phận người Ru-bên có sông Giô-đanh làm giới hạn. Đó là sản nghiệp của người Ru-bên tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Môi-se cũng có phát một phần cho chi phái Gác tùy theo họ hàng của chúng. Địa phận của chi phái Gác là Gia-ê-se, các thành Ga-la-át, phân nửa xứ dân Am-môn cho đến A-rô-e đối ngang Ráp-ba và từ Hết-bôn cho đến Ra-mát-mít-bê cùng Bê-tô-nim, đoạn từ Ma-ha-na-im cho đến bờ cõi Đê-bia,
Còn trong chủng thì Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot và Saphon, tức là phần còn lại của nước Sihon, vua Hesbon, luôn sông Jordan và miền Jordan cho đến cuối biển Kinneret tại bên kia sông Jordan về phía đông. Đó là sản nghiệp của người Gác, tùy theo những họ hàng, thành ấp và làng xóm của họ. Môi-se cũng có phát một phần cho phân nửa chi phái Manasse tùy theo họ hàng của chúng, là phần vẫn còn thuộc về phân nửa chi phái Manasse. Địa phận của họ là từ Mahanaim, toàn Ba-san, cả nước ấp vua Ba-san và các thôn Giai-rơ trong Ba-san có 60 thành. Phân nửa xứ Gala-át, Ách-ta-rốt và Ét-rê-i là hai thành về nước ấp tại Ba-san đã phát cho phân nửa con cháu Ma-ki, chít của Manasse, tùy theo họ hàng của chúng. Đó là các sản nghiệp mà Môi-se phân phát tại trong đồng bằng Mô-áp ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, đối ngang Giê-ri-cô. Song Môi-se không phát sản nghiệp cho chi phái Lê-vi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là sản nghiệp của chi phái ấy, y như Ngài đã phán cùng họ vậy. Chương 14. Này là các phần dân Israel nhận lãnh làm sản nghiệp trong xứ Canaan, mà thầy tế lễ Eleasa, Giô-suê con trai Nun và các trưởng lão của những chi phái dân Israel phân phát cho. Người ta bắt thăm chia xứ cho chín chi phái và cho phân nửa chi phái, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dặn. Môi-se đã phát cho hai chi phái và cho phân nửa chi phái kia phần sản nghiệp ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng tại giữa họ, người không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Con cháu Joseph phân làm hai chi phái là Manasse và Ephraim. Người ta không lấy phần sản nghiệp trong xứ mà phát cho người Lê-vi, nhưng chỉ phát mấy thành đặng ở với đất chung quanh thành để dùng cho các bầy súc vật và tài sản của họ. Dân Israel làm y theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se mà chia xứ. Vả, con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Ginh-ganh và Ca-lép, con trai Giê-phu-nê người Kê-nít, nói cùng người rằng: Ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, người của Đức Chúa Trời tại Ca-đê-ba-nê-a. Khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va ở Ca-đê-ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ, thì tôi đã được 40 tuổi, và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật, đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sinh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rày, tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy, hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng. Giô-suê bèn chúc phước cho người và ban Hebron cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Bởi cớ đó, Hebron bị ban cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-nít làm sản nghiệp cho đến ngày nay, vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vả, khi xưa Hebron gọi là Kiriat Araba. Araba là người dành dàng hơn hết trong dân Anakim. Từ đây về sau, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giả. Chương 18. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống. Người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng: Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi.
thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dái mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác. Hãy báo lại gấp hai công việc nó. Hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên, đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó. Nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng: Khốn thay, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hạng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhơn, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi. Mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi. Người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng: Khốn thay, khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa, khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng: Có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng: Khốn thay, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Bây giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng: Babylon là thành lớn, cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khải đờn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặt lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Chương 19. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình.
Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ. Nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia. Luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sanh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dõng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt, và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Chương 20. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất.
sự chết thứ nhì không có quyền gì cho những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở 4 phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Thi Thiên 55. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi, chớ ẩn mặt Chúa cho khỏi nghe lời nài xin tôi. Xin hãy nghe và đáp lại tôi. Tôi xốn sang, than thở và rên xiết bởi tiếng kẻ thù nghịch và bởi kẻ ác hà hiếp. Vì chúng nó thêm sự ác trên mình tôi, bắt bớ tôi cách giận dữ. Lòng tôi rất đau đớn trong mình tôi, sự kinh khiếp về sự chết đã áp lấy tôi. Nỗi sợ sệt và sự run rẩy đã giáng trên tôi, sự hoảng hốt đã phủ lấy tôi. Tôi có nói, ôi, chớ chi tôi có cánh như bọ câu, ác sẽ bay đi và ở được yên lặng. Phải tôi sẽ trốn đi xa ở trong đồng vắng. Tôi sẽ lật đật chạy đuột khỏi gió dữ và khỏi giông tố. Hỡi Chúa, hãy nuốt chúng nó, khiến cho lộn xộn tiếng chúng nó, vì tôi thấy sự hung bạo và sự tranh giành trong thành. Ngày và đêm chúng nó đi vòng quanh trên vách thành, sự ác và điều khuấy khỏa ở giữa thành, sự gian tà cũng ở giữa thành, điều hà hiếp và sự giả ngụy không lìa khỏi đường phố nó. Vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi, bằng vậy tôi có thể chịu được. Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, bằng vậy tôi đã có thể ẩn mình khỏi nó. Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi, bậu bạn tôi, thiết hữu tôi. Chúng tôi đã cùng nhau nghị bàn cách êm dịu. Chúng tôi đi với đoàn đông đến nhà Đức Chúa Trời. Nguyện sự chết thình lình xảy đến chúng nó. Nguyện chúng nó còn sống phải sa xuống âm phủ, vì sự ác ở nhà chúng nó, tại trong lòng chúng nó. Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ác sẽ cứu tôi. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa tôi sẽ than thở rên xiết, Ngài ác sẽ nghe tiếng tôi. Ngài đã chuộc linh hồn tôi khỏi cơn trận giàn nghịch cùng tôi và ban bình an cho tôi, vì những kẻ chiến đấu cùng tôi đông lắm. Đức Chúa Trời là đấng hằng có từ trước vô cùng, sẽ nghe và báo trả chúng nó. Vì chúng nó chẳng có sự biến cải trong mình, cũng chẳng kính sợ Đức Chúa Trời. Kẻ ác đã tra tay trên những người ở hòa bình cùng nó đã bội nghịch giao ước mình. Miệng nó trơn láng như mỡ sữa, nhưng trong lòng có sự giặc giả. Các lời nó dịu dàng hơn dầu, nhưng thật là những thanh gươm trần. Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Hỡi Đức Chúa Trời, kẻ ham đổ huyết và người giả ngụy sống chẳng đến được nửa số các ngày định cho mình. Chúa sẽ xô chúng nó xuống hầm diệt vong. Còn tôi sẽ tin cậy nơi Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.